Thưa quý vị, từ khi thành lập Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ, bên cạnh việc hỗ trợ các hội viên trong phát triển kinh doanh, thì Ban chấp hành hội còn chú trọng đến các hoạt động vì cộng đồng. Và siêu thị Trao Yêu Thương vừa được khai trương vào sáng nay là một hoạt động mang ý nghĩa nhân gian, với tiêu chí là ai cần đến nhận, ai dư đến tặng. Siêu thị Trao Yêu Thương đặt tại số 14-16-18 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Các mặt hàng chủ yếu được bày bán gồm quần áo, giày dép, túi xách, gấu bông đã qua sử dụng, được vận động từ 170 hội viên nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ. Tại đây, ngoài các gian hàng quần áo được bán với mức tượng trưng là từ 10.000 đến 100.000 đồng một món hàng, thì còn có khu vực quần áo không đồng. Số tiền bán được từ quần áo cũ sẽ gom vào nguồn quỹ để Ban chấp hành hội hỗ trợ xây dựng một mái ấm tình thương trong năm nay. Siêu thị dự kiến sẽ hoạt động trong vòng một tháng. Nếu được sự hỗ trợ và ủng hộ từ các mạnh thường quân, có thể được duy trì lâu hơn để giúp những người có thu nhập thấp có điều kiện mua sắm.